họa chính mình trong vòng 20 giây. Tài năng nghệ thuật của Mino Winner đỉnh cỡ nào mà lại có mặt ở triển lãm Sachi. Wow! Đôi idol K-pop mà cụ thể là gà nhà YG thì bạn cũng chẳng còn lạ lẫm gì với Mino, nam thần tượng có quá nhiều tài của nhóm nhạc Winner. Ngoài khả năng sáng tác nhả chữ rap như đốt đĩa, tấu hài thì Mino còn có niềm đam mê vô cùng to lớn với hội họa. Chính lẽ đó mà mới đây, những tác phẩm của anh đã lại một lần nữa được đặt chân đến triển lãm Sachi tại London. Có người nói họa sĩ xong toàn vẽ tùm lum, phối màu lòe loẹt, nhưng có lẽ là những người ấy chưa hiểu gì về hội họa rồi. Không chỉ mang đến những bức họa ý nghĩa mà Mino còn là ông thần tốc độ. Anh đã từng chỉ mất 20 giây cuộc đời để tự họa lên chính mình. Chừng đó là quá đủ để thấy tư duy nghệ thuật của Mono đỉnh cỡ nào. Tranh của nam idol cũng cồng kềnh như cái cách anh mặc đồ vậy, đố ai mà bắt chước được.